Thank you.
Nhưng mà trong cái ý chính của cái chữ từ nguyên ngữ tôi dịch ra tiếng Anh nó dễ hiểu, too heavy, weighty, burdensome, là chúng ta gánh một cái gánh. Chúng ta có thể gánh một cái burden. Giống như tôi nói tôi có một cái gánh nặng gì đó. Cái đó là cái negative, cái đó là một cách mà nó bi quan. Nhưng mà thật sự honor là mình bỏ cái gánh đó lên mình. Hiếu kính không có nghĩa chúng ta nhìn đến vật chất. Thường thường chúng ta hiếu kính là gì? Chúng ta để vật chất trên hết, phải không? Đối với một cái người đời, tôi nghĩ nhiều tôn giáo họ sẽ đặt vật chất trên hết. Còn về tâm linh thì họ làm như thế nào? Có đúng hay sai? Chúng ta bắt đầu khai triển nha. Một thứ nhất, thường cái người Á Châu chúng ta sanh ra là chúng ta nói là tôi thờ cúng ông bà, tôi đạo thờ cúng ông bà. Thì cái cách mà người Á Châu chúng ta nói là thờ hiếu kính là có nghĩa chúng ta lập lên một cái bàn thờ để thờ lại trên cái bàn thờ đó. Thứ nhất là người ta hơi lập cái bàn thờ ra. Cái thứ nhì là họ lúc nào cũng dâng cái điều tốt nhất cho cha mẹ. Thí dụ đồ ăn ngon hay là cái gì đồ tốt nhất. Có những người qua Mỹ rồi thì họ gửi tiền Việt Nam để xây nhà xây cửa tốt đẹp, dẫu ở bên đây nhà apartment ở mướn. Nhưng mà tôi biết một số người khi mà qua Mỹ cũng ráng ở apartment nhỏ có một phòng ngủ, nhưng mà cha mẹ ở bên đó ở như cái biệt thự. Tại Việt Nam nó rẻ quá, thôi xây cho cha mẹ ở cho nó lớn. Nhưng mà thật sự mình ở Mỹ lại ở cái apartment nhỏ xíu, cha mẹ không biết.
Thì đó là cái cách mà chúng ta để đặt cái hiếu kính trong cái vấn đề vật chất. So, đó là cái vấn đề của người đời. Thành ra người đời họ hay nói cái câu là gì? Sống chẳng cho ăn không? Chết nè. Yeah. Thì họ trách cái người nếu mà không cho vật chất thì sẽ là cái người đó không hiếu kính. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta tin Chúa, thì ai nấy nói là bỏ ông bà, không cúng bái, thì chúng ta nằm trong cái hướng bên kia. Họ nói là gì? Không hiếu kính cha mẹ. Hầu hết chúng ta khi mà chúng ta tin Chúa thì nhiều người sẽ chỉ trích chúng ta là không hiếu kính cha mẹ. Vậy khi mà người ta nói như vậy thì giữa Kinh Thánh với cái quan điểm của cả dòng họ chúng ta, như thí dụ như cả dòng họ chúng ta không tin Chúa, chỉ có một mình tin Chúa thôi, thì tới ngày rằm, ngày Tết, ngày này ngày nọ mà không về cắm một cái tấm nhang cho cha mẹ thì bị ai nấy nói ra gì? Bất hiếu. Còn bất hiếu thì mình không thể chịu được, phải không? Nói vậy là quan cho tôi quá, tôi đâu có bất hiếu, tôi gửi tiền cho cha mẹ tôi làm được thứ, mà bây giờ không cắm nhang, không lại một cái mà tôi bất hiếu, phải không? Chúng ta sẽ bực mà không thanh minh được những gì mà chúng ta đang tin. Rồi chúng ta một là yên lặng, hai là cãi, nổi cơn lên cãi, là Kinh Thánh nè, trong Kinh Thánh nói vậy nè, tôi không làm nè, đó. Thì hai cái chúng ta làm điều nào cho nó đúng, đó là cái cách mà khó làm nhất cho cuộc đời chúng ta. Cho nên trong sách Ê-phê-sô chúng ta nhìn thấy như thế này: hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình, chỉ gì? Trong Chúa. À, vậy có nghĩa là chúng làm con mà cha mẹ mình không trong Chúa thì mình làm gì? Tại vì khi mà mình chuyển tải một cái đoạn Kinh Thánh thì mình sẽ hiểu theo một cái khía cạnh bên đây, thì mình sẽ nghịch qua bên kia liền tại chỗ. Tại vì nếu mà cha mẹ tôi không trong Chúa thì tôi không cần hiếu kính. À, thì đọc tới: vì đây là điều phải lẽ. À, cái câu này nó support, nó hỗ trợ cho chị trong Chúa. Tại vì trong Chúa là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Nhiều hồi xưa tôi cũng hiểu cái câu như thế này: nếu mà tôi hiếu kính cha mẹ thì tôi sẽ sống lâu tới 100 năm tuổi. Còn hiếu kính cha mẹ chắc 50-60 tuổi chết rồi. Tôi nghĩ là vậy. Không biết quý vị có suy nghĩ giống vậy. Tại khi mình nhìn cái câu này mình nghĩ là không hiếu kính cha mẹ thế này nào đấy cũng chết sớm. Nhưng mà không phải là cái ý đó. Chúng ta phải, trong Kinh Thánh nó có nhiều đoạn, nhiều câu để nó đối chiếu với nhau để chúng ta hiểu. So, chúng ta qua một cái câu nữa để chúng ta hiểu được cái sự trong Chúa như thế nào, cha mẹ trong Chúa như thế nào. Chúng ta ghi rõ cái cần này nha. Khi mà cha mẹ trong Chúa thì chúng ta phải nhớ trong Lê Vi Ký: các con phải đứng dậy trước mặt người tóc bạc, tôn kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời của các con, ta là Đức Giê-hô-va. Cho nên cha mẹ trong Chúa của chúng ta là những gì? Những người tôn kính, người già cả và kính sợ Chúa. So, bây giờ người kính sợ Chúa, bây giờ chúng ta thắc mắc cái người kính sợ Chúa, cha mẹ chúng ta kính sợ Chúa sao? Phải đọc tới và đọc ngược lại. Cho nên cái đầu chúng ta coi là Ê-phê-sô, là Tân Ước, là nó áp dụng trong thời đại này của chúng ta. Nhưng mà trong thời đại này chúng ta phải nhìn lại cái nguồn gốc của nó, tận gốc. Cho nên trở lại tận gốc, chúng ta phải vô Lê Vi Ký. Lê Vi Ký thì có đoạn 19 này. Khi chúng ta nhớ rằng, khi mà chúng ta nhớ là hiếu kính cha mẹ, thì chúng ta nhớ là trong Lê Vi Ký đoạn 19: mọi người phải tôn kính cha mẹ và giữ ngày sa bát của ta. À, bây giờ nằm trong một cái phần như thế này. Chúng ta hiếu kính cha mẹ. Thí dụ ngày đó cha mẹ chúng ta cần gì đó, bữa đó đóng dỗ quả vậy, mà ngay ngày Chủ Nhật. Thờ phượng Chúa, chúng ta làm sao đây? Hả? Giữ ngày sa bát. Giữ ngày sa bát là có nghĩa là mình nhớ lại cái câu mà mình học trong điều răn thứ tư, là phải lấy ngày nghỉ làm ngày là thánh. Đó là vâng lời Chúa, mình phải nghỉ để gì? Gặp mặt Chúa. Nhưng mà trong khi đó, ngày đó ngày đám dỗ,
cha mẹ mình thì sao đây? À, mà họ chọn ngay cái giờ nhóm luôn. Ngay cái giờ đó là giờ cao điểm đám dỗ đó, ngoài ngày chỗ đó phải tới ngay nên tôi tới, không tới là không được đó. Thì chúng ta trong cái thế kẹt, chúng ta không làm được. Đây, khi mà chúng ta nhìn cái này thì chúng ta phải nhớ rằng mỗi bước chúng ta đi đừng có quá gọi là extreme. Extreme tiếng Việt là quá khích. Bất cứ điều gì, Kinh Thánh cũng vậy, Kinh Thánh là con dao hai lưỡi. Mà chúng ta quá khích á, thì chúng ta sẽ làm cạm vô cái bẫy của ma quỷ. Nó khiến chúng ta làm cho người khác không thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Bây giờ chúng ta không quá khích, chúng ta đứng giữa hai bên, thì chúng ta sẽ nói: ôi, lâu lâu nghĩ ngài có chết ai, phải không? Đâu cần thờ phượng Chúa ngày chủ nhật, tuần sau tôi nhóm rồi, thì tuần sau có một đám khác gọi mời cũng ngay ngày đó. Thì sứ đồ Phao-lô mới nhắc là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Chúng ta nói vậy là trong tân ước sai, trong ước nói vậy là tôi bỏ qua nhóm lại rồi, không được, thôi quyết tâm kỳ này, ngày đó tôi không đến đám giỗ ông quải trận, tôi đi thờ phượng Chúa, xong rồi về á tôi tính sao. Họ hiểu không hiểu thôi. À, bây giờ tôi để một cái chỗ trống này để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta áp dụng nha. Bước tới, tới cuối cùng tôi sẽ câu các trò ra lại cho quý vị. Mình để ngay chỗ trống này để tùy quý vị đáp nó vô, bỏ vô. Bây giờ chúng ta tới trở lại. Chúng ta phải hiểu bước đầu tiên khi một người đã quá cố, đã về bên thế giới bên kia, thì trong truyền đạo nói xin nhờ, tro bụi trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho nó. Xong chúng ta nói là giờ về, nói cho gia đình nói: ô, cha mẹ chúng ta về bụi đất rồi, thờ chí nữa. Quát chồng cái rồi: mày hư, mày giờ giảng cho tao nghe hả? Không, thường thường chúng ta hay bị những điều đó, tại vì chúng ta lấy một cái phần này thì chúng ta về khuyên mọi người nó: ô, cha mẹ chúng ta trở về bụi đất rồi, không khoe nữa, giờ đâu cần thờ phượng thờ hiếu kính gì nữa. Ô, ok. Thì chúng ta nên nhớ, khi mà trở về bụi đất có nghĩa là đã cái xác này không còn, nhưng mà cái linh hồn của người đó còn, thì chúng ta không thể bỏ qua được cái linh hồn người đó, không thể bỏ qua được. Đặt trường hợp cha mẹ chúng ta tin Chúa, đặt trường hợp cha mẹ chúng ta không tin Chúa, thì chúng ta hai kẻ như thế nào? Nếu mà tin Chúa thì chắc chắn họ sẽ về với Chúa, không tin Chúa thì sẽ không có ở với Chúa. Vậy nếu mà cha mẹ chúng ta không ở với Chúa, chúng ta làm sao chúng ta còn hiếu kính được? Làm sao còn được hiếu kính được? Trong sách Galati, khi mà chúng ta thấy như thế này, công việc của xác thịt thật rõ ràng đó là gian dâm, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù quán. Tôi ngưng ngay chỗ này, thờ hình tượng, phù phép. Thì những người đó không hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của cúng bái xuất phát từ đâu? Nếu mọi người chúng ta ở trong xác này, làm sao chúng ta biết được cái nguồn gốc bên thế giới bên kia? Chỉ có những người đó bước qua thế giới bên kia, có hai người có thể bước được. Thứ nhất là những người đồng bóng, lên đồng, lên bóng. Thứ nhì là Chúa Giê-xu. Không ai hết. Ngoài ra không ai hết. Những người nào nói là tôi có ơn để tôi bước qua thế giới bên kia, để tôi hiểu bên kia, thì những người đó đã lên đồng, lên bóng của một thế giới nào đó, họ mới hiểu được. Vậy có một số người nói là tôi đã bước qua thế giới bên kia, tôi biết là phải cúng mấy mâm, mấy chầu, mấy trái chuối, trái nào, trái gì, con gà, con vịt, con heo vậy đó. Người đó về nói, tại vì họ đã xuất thần ra khỏi cái người đó, thì họ bước qua thế giới bên kia để họ nhìn thấy, họ tìm hiểu bên kia, rồi họ về họ nói. Thì có một số người họ sẽ nói như này: cha mẹ tôi
nói là phải về cúng mấy cái mâm vậy đó. Thì giờ cứ làm đi. Rồi một số người khác nói cha mẹ kêu phải gửi vàng bạc, cúng vàng bạc. Có một số người nói cha mẹ tôi ở dưới cần mấy chiếc xe, mấy trăm đô la chứ tiền Việt Nam không được, phải gửi tiền đô la Việt Nam in tiền giả, tiền cúng tiền đô la. Chứ cúng tiền Việt Nam cũng họ giờ không cúng nữa, cúng đô la nó quất. Thì những người đó họ đưa vô những cái điều đó để chúng ta cúng bái, đó là chúng ta hiếu kính cha mẹ. Thì nếu vậy, đặt trường hợp như thế đó, thì chúng ta phải đặt câu hỏi lại. Nếu mà đúng đi, thật sự đúng đi, thật sự có, cha mẹ họ có nói đó đi. Này giả sử thôi nha, tôi không nói đây là một cái thần học nha, thần học khác. Giả sử cái thế giới bên kia nói là phải về cúng vậy á, thì quý vị làm vậy. Nhưng mà đối với tôi, đối với quý vị, một số quý vị đây, ai mà cha mẹ đã qua đời rồi, có ai trong chúng ta mà cha mẹ đã qua đời mà về nói với chúng ta phải cúng như thế nào? Đây có ai không? Không. Vậy nếu mà đặt trường hợp vậy, nếu mà những người đã qua đời rồi của cha mẹ quý vị kêu quý vị cúng điều đó, thì tại sao tôi phải bắt chước cha mẹ của quý vị làm giống như quý vị? Tại cha mẹ của quý vị có thể chúng ta đã, cha mẹ đã qua đời rồi mà đâu có về nói cho quý vị những điều đó đâu, mà tại sao quý vị phải bắt chước cái người kia nói làm, phải không? Nếu mà cha mẹ của quý vị nói này, giả sử cho nha, chết rồi không ai trả lời đâu, nhưng mà giả sử nếu mà cha mẹ quý vị về nói người này nói cúng bao nhiêu cái mâm này, người bên kia nói về cúng bao nhiêu nải chuối, bao nhiêu con gà này, người kia về cúng bao nhiêu con vịt này, người kia kêu về cúng bao nhiêu con heo này, thì có nghĩa là ai nói vậy? Tại chỉ có cái thế giới lừa đảo nó mới làm điều đó thôi. Bây giờ nói thật, con người mình có ba phần. Khi chúng ta còn sống, chúng ta ăn ngon phải không? Đây ai ăn còn ngon? Ăn ngon phải không? Đúng. Rồi một thời gian đó chúng ta bị bệnh, chúng ta ăn ngon không? Không. Chúng ta ngủ chúng ta ăn được không? Không. Cái người mà nằm trong coma nhà ăn được không? Bây giờ giả sử ha, tối hôm nay quý vị, hai chồng nhà hay là anh chị em gì trong nhà, một người ngủ người thức, cái người ngủ đó, nằm đó, cái người thức lấy cơm đổ vô miệng cái người kia, đổ thử ấy. Chính chúng ta đang sống mà còn không ăn được, huống chi cái người không còn xác đó là mà chúng ta đổ vô, phải không? Hiếu kính kiểu của người Á Châu mà cả nguyên cái phối khối của Phật giáo đều cúng bái. Họ đang đổ đồ ăn vô cho người chết. Nhưng mà thật sự ăn được không? Không. Ngủ còn không ăn được, bệnh còn không được, xác nằm còn trờ đó mà còn không ăn được, huống chi mà chúng ta đổ vô bao nhiêu đồ. Rồi giờ đưa tiền xài, hiếu kính là chúng ta đưa tiền xài. Ở Việt Nam gửi mấy chiếc Lexus đốt để gửi qua bên kia. Chứ Mercedes nữa, chứ không đốt Toyota đâu, mà đốt từ Mercedes với Lexus mà. Trên thực tế chúng ta phải nhìn hai cái khía cạnh. Một cái khía cạnh là chúng ta còn sống mà không ăn được, huống chi là chúng ta đã không còn cái xác rồi. Trở về lời sách truyền đạo, mọi điều đã trở thành cát bụi rồi. Thì chúng ta làm sao cho cát bụi ăn? Chúng ta lấy cơm, lấy cháo đổ trên trong cái đống cát thử đi. Nó vẫn nằm đó, càng ngày nó càng thúi đi, phải không? Thành ra một khía cạnh đầu tiên là thế giới bên kia đã lừa đảo cả cái dân tộc chúng ta một cách không hiểu, có sự hiểu biết. Cái thứ nhì, nếu mà ông bà chúng ta đã qua đời thì trong cái thuyết của Phật giáo là gì? Luân hồi. Khi mà họ đã luân hồi rồi thì nếu mà học trong Phật giáo, nếu mà người tốt thì sao? Trở thành cái gì, ông gì bà đó, triệu phú ông gì đó. Nhưng còn một số người xấu thì trở thành con chó, con heo, con gà, con vịt, con muỗi, con rắn vậy đó, phải không? Nếu mà họ tin cái thuyết luân hồi thì nếu ông bà chúng ta đâu biết ông bà chúng ta tốt hay xấu đâu,
rủi ông bà chúng ta xấu đi, trở thành con kiến đi. Vậy chúng ta cúng cho ai vậy? Đã luân hồi rồi, đã đổi một cái kiếp khác rồi phải không? Đổi cái kiếp khác rồi, chúng ta cho cái món đốt bao nhiêu tiền nó cho con kiến, làm sao con kiến nó xài được? Cho nên cái thuyết luân hồi đó, họ nói bây giờ Phật giáo thêm một cái cách nữa, họ nói họ luân hồi cho tới trở thành ông trời. Hồi xưa không có này nghe chú gì, sau này họ thêm một cái nữa là đi tới trở thành ông trời. Tại vì mình đào thai nhiều lần, giống như cái máy recycle ấy, nhiều lần sẽ trở thành ông trời. Hồi xưa Phật giáo không tin có ông trời, họ chỉ tin những gì đang thực tế hiện tại thôi. Nhưng mà sau này họ đi lên cao cấp nữa. So, bây giờ nếu mà đặt trường hợp hai cái thuyết đó, chúng ta thấy không có lý không? Nhưng mà tại sao ai nấy tin nhỉ? Tại sao ai nấy tin vậy? Bởi vì chỉ có một chữ hiếu kính. Bởi vì chúng ta không làm điều đó, nó gieo cho chúng ta cái điều gì? Cái guilt, tội. Nếu mà không làm điều đó, quý vị là có tội với cha mẹ mình. Họ gieo vô chúng ta một cái tội. Nếu chúng ta không hiếu kính thì chúng ta cảm thấy tôi đâu có tội, vậy tôi phải làm. Mà phần đông người Việt chúng ta sao? Sợ bị có tội. Chính con người chúng ta, Chúa nói Chúa đã để cái gì? Cái luật pháp của Chúa, biết điều phải và điều trái trong lòng, thì chúng ta cảm thấy cái tội. Trong đây chúng ta cảm thấy gì? Lương tâm không? Theo con người đời mình nói là lương tâm cắn rứt. Họ gieo nhiều năm nhiều tháng trong dòng họ chúng ta, nhiều năm nhiều tháng cái tội đó, nếu mà không làm là có tội, không hiếu kính cha mẹ, không cúng bái là có tội. Thành ra chúng ta bắt buộc phải làm theo đó. Thì chúng ta trả lời như thế nào? Bây giờ thông thường Việt Nam chúng ta thờ bao nhiêu đời? Khoảng 3 đời phải không? Ông cố, ông nội, tới ông sơ là quên tuốt, ông đó không biết tên gì. Vậy nếu mà chúng ta nói chúng ta hiếu kính, vậy sao ông thở đi? Phải không? Tại vì bây giờ hiếu kính cha mẹ qua đời đi ha. Ông cố, ông nội chết, ông sơ, thờ, hiếu kính được 3 đời, để trên tường. Nếu mà vậy, nếu mà chúng ta thờ á, thì chúng ta không biết bao nhiêu cái tường để chúng ta thờ. Gắn hết. Nếu mà thật sự, nếu mà chứng minh nói là quý vị thật sự hiếu kính cha mẹ, có nghĩa là hiếu kính á, thì phải thờ hết đi. Thờ luôn, tại vì ông sơ, ông xấu, ông sợ, tuốt lên rồi nữa là phải thờ. Tại vì cái dòng tộc của chúng ta, thì chúng ta phải treo từ dưới lên trên, từ luốt ra luôn. Lấy cái tường nào treo? Tại mỗi người là phải một cái bàn thờ. Hết cái nhà này không có đủ. Tôi nghĩ là một cái dòng họ, thí dụ như tôi họ Trương đi, đơn giản ra một cái dòng họ tôi là họ Trương Đình. Họ Trương Đình ít lắm, họ Nguyễn mới bị bắt buộc thành ra trở thành họ Nguyễn nhiều chứ. Nếu mà nói họ Trương thôi đi, tôi nghĩ cái phòng này không đủ mà treo thờ nữa. Tại nếu mà tôi thờ hết họ dòng họ Trương của tôi, tại hiếu kính mà, tôi phải thờ hết chứ. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đã bị lừa dối một cái lần thứ ba. Thứ nhất là chúng ta bị lừa dối gì? Cúng bái của những người không ăn được. không làm gì được mà chúng ta là hiếu kính. Rồi chúng ta nghe những người đồng bóng, mà chúng ta nên nhớ rằng những người mà đã sướng lên những điều đó, tôi không nói chỉ sáng tạo, chỉ có một mình Chúa sáng tạo thôi. Tôi thường thường tôi dùng từ cho đời chính xác là những người đã sướng lên chứ không có sáng tạo, thì họ đã lừa đảo chúng ta. Bây giờ chúng ta bước tới những điều như thế này. Nếu mà trong Ê-phê-sô Chúa nói là hiếu kính cha mẹ trong Chúa, thì chúng ta làm điều gì? Để được phước, để được sống lâu, hay là để được cứu? À, cái câu hỏi giữa chúng ta đã hiểu được, chúng ta đã bị lừa đảo bởi vì những cái điều lừa đảo đó. Chính Chúa đã nói không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời.
Tại những người làm đồng bóng, những người lên đồng bóng, những người mà bước qua thế giới bên kia mà trở lại suối chúng ta làm điều gì á, là những người đó sẽ không hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Thành ra những người đó không hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, tại sao chúng ta phải tin họ? Cho nên trở lại tôi nói, chỉ có hai người có thể bước qua thế giới bên kia. Thứ nhất là những người đồng bóng, lên đồng lên bóng. Thứ nhì là Chúa Giêsu. Quý vị tin ai? Tùy quý vị. Tôi không khe ông thần thánh nào hết trơn. Trên thế gian này, tất cả những người mà bước qua thế giới bên kia mà trở lại á, là những ông đồng bóng thôi. Những người lên đồng chú vậy đó. Nhưng mà chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng trở lại mà nói chúng ta điều này. Bởi vì sao? Những người kia đã có một cái điều mà họ muốn điều gì để chúng ta đi lạc. Xong, chúng ta nói trong Chúa. Trong Chúa, nếu mà chúng ta đặt câu hỏi, Chúa nói là bây giờ con phải chứng minh như thế nào để con hiếu kính cha mẹ, để người tin Chúa hay là người không tin Chúa thấy chúng ta có sự hiếu kính trong đó. Thì trước nhất chúng ta phải trả lời như thế này. Trong Ma-thi-ơ Chúa nói, nhưng các ngươi lại bảo nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ nữa. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, cho câu hỏi trả lời như thế này. Có nhiều người quá khích là chỉ tin Chúa thôi, tối ngày Chúa thôi, quên hết tất cả gia đình, dòng họ, bạn bè, tôi chỉ biết Chúa thôi. Đấy, đó là ma quỷ. Tôi không đến chỗ ma quỷ đâu. À, thánh quá. Tại vì đi nhà thờ chúng nó phải biệt ra thánh. Biệt ra thánh, biệt tâm, biệt tích luôn. Không khe. Bên kia. Tại vì tới đó là ma quỷ mà. Cho nên chúng ta quá khích, chúng ta nói không. Nhưng mà Chúa nói nha, những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Chúa đang trách điều đó. Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải làm gì cho Chúa, và chúng ta phải làm gì cho những người mà đã sinh thành chúng ta hiếu kính. Hai câu mà chúng ta có thể trả lời được cho mọi tôn giáo trên thế gian này, bởi vì họ đã nhiều năm, nhiều tháng nói chúng ta là không hiếu kính, thì chúng ta phải trả lời như thế này. Thứ nhất, trong Ti-mô-thê, nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Đó là thứ nhất. Có nghĩa là mình chứng minh họ, mình là người hiếu kính cha mẹ còn sống. Mình giúp đỡ bất cứ mọi hoàn cảnh điều gì trong khi còn sống. Câu thứ nhì mà chúng ta sẽ trả lời, hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, và điều này đẹp lòng Chúa. Vâng phục mọi sự. Ok, bây giờ đặt câu hỏi, nếu mà chúng ta vâng phục mọi sự thì cha mẹ nói giờ con phải lấy cây nhang con giải ngay. Chúng ta làm không? Không vâng phục là bị quát, là ý ổi, rồi cả nhà gây lộn xào xáo, cả nhà rồi không ai nói chuyện ai, rồi từ luôn. Từ mày luôn. Đừng có vét đưa cái mặt tới nhà tao nữa. Không, từ luôn phải không? Tôi nghĩ có những điều mà chúng ta đã làm cơ vấp phạm. Vì chúng ta, trước nhất, chúng ta không có bày tỏ cái phần trước này. Thành ra người ta mới nhìn thấy chúng ta làm điều kia sai. Nếu mà chúng ta đã cấp dưỡng cho gia đình mình, không phải vật chất thôi, vật chất, tinh thần và tâm linh. Con người chúng ta có ba phần: tâm linh, tâm hồn, thể xác. Chúng ta có thể cho tiền, có thể chúng ta an ủi người đó đang còn sống, và chúng ta đang thiếu một điều là nói về phúc âm của Chúa, của sự sống.
Thành ra đôi khi chúng ta có cấp dưỡng nhưng mà chúng ta quên hai phần kia. Hay là chúng ta có cái phần cứ tối ngày làm chứng nhưng mà chúng ta quên hai phần nọ. Thành ra lý do đó mà nó không hiệu quả khi đời sống chúng ta. Người ta sẽ nói gì? Chúng ta không vâng phục. Khi mà chúng ta làm được ba điều đó, đó thì không ai có cớ gì. Tại trên thế gian này không phải cha mẹ chúng ta trách chúng ta hay là ông bà chúng ta trách chúng ta. Nhưng mà ma quỷ nó làm gì? Ma quỷ là gì? Kiện cáo, đúng rồi. Nó kiện cáo chúng ta. Chứ không phải là chúng ta đang đối đầu với gia đình rắc rối. Nói cả gia đình tôi Phật giáo, giờ ngồi đó Phật giáo. Nếu mà chúng ta làm được những điều kia thì không có con ma nào nó dám kiện cáo chúng ta. Bởi chúng ta làm được một điều nhưng mà chúng ta đã bỏ những điều kia thì chúng ta đã gì? Bị sai lời Chúa rồi. Tại lời Chúa bao gồm cả tổng quát. Chúa gồm hết tất cả. Chúa nói, con nói điều này được nhưng mà con không làm được. Bởi vì con không gì? Cung cấp. Con không cung cấp được. Cung cấp gì? Cả tâm linh, cả tâm hồn và cả vật chất. Thể xác chúng ta cần vật chất. Tinh thần, cái người kia ốm đau, năm này tháng kia không bao giờ nghe tiếng hết trơn. Mỗi lần có chuyện gì, ô con bận rồi, mắt đi nhà thờ rồi, ô con bận rồi, mắt đọc kinh thánh, ô con bận mắt cầu nguyện, ô con bận rồi, mắt. Họ sẽ ghim chúng ta bởi vì chúng ta nói những điều đó nó dư thừa. Chúng ta không cần nói những điều quá thánh của chúng ta để nó trở thành nó dư thừa. Người ta sẽ có một cái định kiến nói gọi cái thằng này là nó lúc nào nó chúa trơn á, mà tao đang buồn, tao đang thiếu, mà lúc nào nó chúa tao rồi á, không thì chúng ta sẽ bị gì? Mất đi cái phần kia. Kết luận ba phần mà chúng ta phải nhớ như thế này: hãy hiếu kính cha mẹ hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Có nghĩa là hầu cho chúng ta sống bao lâu trên đất thì chúng ta vẫn hiếu kính. Đôi khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta lập gia đình, có con cái, có này nọ, thì chúng ta gì? Quên đi cái phần kia. Chúng ta chỉ nói giờ bận quá, giờ lo điều này, lo được kia, lo nọ, thì chúng ta đã quên đi cái sự hiếu kính. Bây giờ sự hiếu kính, kết luận lại có một chữ mà chúng ta để nhớ được là chữ gì? Trong Chúa. Hiếu kính phải trong Chúa. Trong Chúa, ai trong Chúa? Chúng ta trong Chúa, chứ không phải là ai trong Chúa. Hiếu kính trong Chúa có nghĩa là mình sống như Chúa dạy. Trong Chúa có nghĩa là sống những điều Chúa dạy, chứ không phải trong Chúa là chúng ta đi nhà thờ, không phải trong Chúa là chúng ta chỉ cầu nguyện thôi, hay là trong Chúa chúng ta đọc kinh thánh thôi. Nhưng mà trong Chúa là chúng ta sống những gì của Chúa. Hiếu kính cha mẹ trong Chúa thì chúng ta phải nhớ ba phần. Chúng ta phải cung cấp từ tâm linh, từ tâm hồn và thể xác. Cả ba điều chúng ta phải làm, đừng thiếu một điều nào quý vị. Đừng thiếu. Nếu mà thiếu một điều, chúng ta sẽ bị người ta nói chúng ta bất hiếu. Tối hôm nay mỗi người đều áp dụng khác nhau, nhưng mà chính tôi, nếu mà quý vị học được áp dụng ba điều đó giùm tôi, để chúng ta lấy sự vinh hiển đó để sáng danh của Chúa. Chứ đừng để mọi người nói là chúng ta theo đạo bỏ ông bà. Chúng ta không theo đạo bỏ ông bà. Chúng ta làm đủ bổn phận của chúng ta thì không ai trách được. And I am still am waiting here in the silence until you come and sit a while. Lòng con thơ thai với phút suy tư thầm khẩn.